Kính thưa quý vị, Lâm đang đứng ở cuối kinh Tư nè quý vị. Đây là cuối kinh Tư. Đó là kinh Tân Hội đó quý vị. Hôm nay Lâm sẽ quay kinh Tư cho quý vị cùng theo dõi nha. Đây còn gọi là kinh kinh Tư B, vì nó là nằm ở cuối của tự kinh Đoàn Dông, tới giáp với Tân Hội của Tân Hiệp. Ở đây là cũng những ngày giáp Tết rồi mà, cũng gần Tết rồi đó quý vị, thì ở đây có số bà con đã lật lá mai rồi. Đây những cái mai đã được lật hết trơn rồi, lá rồi đó quý vị. Đây là những cái mai nè quý vị. Đây. Thì tại từ đầu cuối kinh đến đầu kinh đó là khoảng 12 cây số đó quý vị. Phía trước là cái bảng đã là ấp kinh 4B nè quý vị. Đây. Thì kinh Tư thì thuộc xã Tân An của huyện Tân Hiệp. Thì xã Tân An nó bao gồm là có kinh 5, kinh 5 rồi kinh 5B và kinh ấp Tân Long, ấp kinh 5B, ấp Tân An, rồi ấp kinh 4B, rồi ấp kinh 3B, ấp kinh 3, ấp kinh 2B, kinh ấp kinh 3B thì không có, nó thay bằng ấp Tân Long với ấp Tân An nữa quý vị. Hai bên đó thì có một số bà con cũng trồng những cái cây rau gọi là đầu tư ấy quý vị, là những cái rau củ làm các món ăn đó, có trồng lan rồi rau muống rồi cải cải ngọt, cải mà salad nè quý vị. Đây là giáo họ Vinh Sơn nè quý vị.
trời cũng bắt đầu chuyển mưa rồi đó quý vị, không biết có trúng mưa hay không. Cây mai có những cây đã chỗ và ra lá non gần hết rồi quý vị. Đây những cái cây đã chỗ bông rồi nè, có lẽ ở đây lặt sớm quá. À, bà con có trồng những cái cây thăng long, vú sữa với mít ở đây thì Lâm thấy cũng có một số bà con có đang trồng nữa rồi. Có những cái cây đu đủ trái chín nhưng mà bà con không có thấy thu hoạch luôn quý vị, mà cũng không thấy nàng trộm cắp ở đây. Những cái nhà mà nuôi chim yến rồi quý vị. Thường Tân Hiệp thì mỗi cái đầu kinh với kinh A với giữa 4A với 4B thì sẽ có một cái nhà thờ ở giữa kinh. Có những cái kinh thì có hai cái nhà thờ. Ở đây Lâm thấy kinh 4B này nè, thấy hai cái nhà thờ nè quý vị. Là giáo xứ Tân Thành nè quý vị. Đây là trường trung học với tiểu học cơ sở Tân An.
khùng. Ở đây Lâm định phỏng vấn vài cô chú nhưng mà chưa không thấy ai ở ngoài đường hết trơn đó quý vị. À đây có một bác. Con đang quay dọc dọc đường cô bác ơi. Ủa bác, cái này là kinh 4B là ngày xưa giờ luôn hả bác? Ừ, từ bắt con 5 giờ rồi. Cho con quay bác cái. Ủa bác, ở đây là chủ yếu là mình làm nông thôi phải không bác? Đâu có mấy. À dạ. Mấy năm nay trúng không bác? Là tháng thứ 3 đi, nhà ra vậy chứ không trúng gì. Vậy đó hả? Ở đây mình có làm vụ 3 không hay là chỉ làm 2 vụ thôi đó? Dạ. Ủa không thấy không khí Tết ở đây đó. Ủa nhà mình không có trồng mai hả chú? Quê mà có cây sâu sâu ít chơi đó. À dạ. Để con quay vòng vòng này con gửi cô bác ở xa con coi. Dạ. Với con giao hàng ở đây luôn. Dạ dạ. Con cảm ơn bác, con đi luôn ạ. Đang quay nè bác. Ở đây không có cái đường qua quý vị, phải qua cây cầu ở đây mới qua được bên kia. Cổng rào mà cuối đầu mỗi kinh đều có hết trơn nè quý vị, cuối kinh cũng có luôn. Đây là cổng rào của đầu của kinh 4B đó quý vị, đồng thời cũng là ấp 4B luôn, ấp kinh 4B. Đây là kinh Đồng Dông nè quý vị.
chúng ta đã qua kênh A, kênh 4A đó quý vị. Bên có trồng hai mông gà đó quý vị. Xa xa là có những cái cây cầu bê tông mà để mà bắt qua kinh đối diện nha quý vị, nên ở đây đi rất là dễ dàng. Bác ơi, cho con quay bác cái nhé. Dạ, tại con đang quay cái dọc kinh ở đây đó. Mà bác cho con hỏi ở đây là bên kinh 4A của mình là chủ yếu là làm nông hả bác? Đúng rồi. Dạ, ôm mình làm có vụ ba không bác, hay là chỉ làm một vụ thôi? Năm ba vụ mà. Ba vụ, ừ. Mà năm nay, mấy năm nay trúng không bác ha? Có năm thì trúng, có năm thất, cũng theo điều ăn thua là bây giờ thời tiết nữa. Dạ. Vậy là được gọi là trúng hay thắt bác? Vậy là được gọi trúng hay thắt? Vừa rồi là năm dùng năm 04 năm thất bại, năm rồi năm thất bại chè đó. Dạ. Ủa rồi năm nay mình mặn lúa gì lại? Thơm mới nuôi sắc min, thay đổi cái trồng mà. Dạ. Cháu không biết sao. Dạ không, con ở dưới Gạch Giá lên. Vậy là dạ, con đài truyền hình, có thay truyền hình Kiên Giang à? Dạ không, con làm cá nhân chứ không có làm cho đài truyền hình. Cá nhân, giờ trồng có cái lúa gì không? Dạ nhà có trồng lúa. Dạ. Trồng lúa gì? Ở bên con là khoảng 504 mà. 504 bây giờ cái năm vừa rồi đó, thiên nhiên nó không ưu đãi, năm thất bại. Dạ. Ủa không khí mình chuẩn bị Tết tới đâu rồi bác? Tết thì cũng có chứ, nước ngoài ngày nữa là tới Tết thôi. Dạ. Ở nhà mình có nấu bánh tét không hay là? Bánh tét không có, tại vì ở đây mấy năm về trước thì có người ta có bó, có gói bánh tét phải không? Dạ. Bánh tét nó bánh trưng, bây giờ cái lớp trẻ lên thì ít người họ dùng cái đó, họ có điều kiện nào chợ nó mua phần nhiều đúng không? Dạ. Dạ con cảm ơn bác, mong bác là với gia đình là sẽ ăn một cái Tết ấm cúng. Má con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cũng sống ngoài hết đây. Sống bên ngoài là 66, 67, 68 đấy hả? Dạ, người 48, người 50. Dạ. Rồi. Dạ, con cảm ơn. Nha, Con đi luôn, con quay tiếp.
cái này đang quay đó bác ơi. À thì mình cứ biết quay có gì đâu. Dạ. Đường một chiều. Dạ. Con cảm ơn luôn ạ. À. Dạ. Thân thiện đó quý vị. Ở đây đầu kinh và cuối kinh là không có phỏng vấn hai bác thôi. À, đây là giáo xứ để làm xem coi. Giáo xứ Tăng Bùi quý vị. Dạ. Đẹp quá. Ở đó có những cái giờ để mà bắt đánh bắt cá nữa quý vị. Nhà đã lập mã xong hết rồi nè quý vị. Ở đây có những cái cây mai rất là đẹp quý vị. Ở đây với ở dòng ghiền và cây mai rất là cổ. Đây có nhà trồng toàn mai không mà quý vị. Mai quá đẹp. Đây là các cô chú đang lặt mai nè. Anh ơi chỗ ngay Tết không? Dạ. Nhà mình trồng nhiều mai quá ha. Ủa bao nhiêu gốc vậy anh? Wow, dạ. Rồi em cảm ơn. Wow, có những cây mai quá đẹp nha quý vị. Wow.
đây sắp tới nó cổng của cái kênh 4A nữa quý vị. Ở ngoài đó Lâm nhớ là ấp, đó là ấp Tân An thì phải. Qua kênh đầu kênh này nè quý vị. Có một cái cây đẹp quá quý vị. Không biết cây gì đây. Ồ, quá trời đẹp. Đây có một số bác trồng nhãn vàng thọ nè quý vị. Những cái cây mai đã chỗ bông luôn rồi quý vị. Đây. Cây mai rất là cổ nè quý vị. Cho con quay cây mai cái cổ á. Ủa bác, cây mai này được bao nhiêu năm rồi bác? Trên 30 năm rồi. Ồ, quá trời đẹp. Đâu? Dạ, nhà con ở Gạch Giá. Quá trời đẹp. Ở đây quá trời. Con cảm ơn bác. Dạ. Có trồng đậu xanh hai bên đường nữa quý vị. Tới đây.
Mày đưa học lớp mấy rồi? Quay nha. Quay hả? Quay thiệt mà. Có gì đâu. Ủa mấy đứa học lớp mấy rồi? Dạ lớp 6. À vậy đó. Ủa này bẻ gì ăn hả? Dạ. Em qua dính nè. Chú quay lên hình này vậy chú. Ừ. Cạo. Ủa có mua áo mới chưa? Chuẩn bị Tết chưa? Dạ mua rồi. Ý trời mau với gì đó hả? Dạ. Ủa chú quay lên truyền hình tại vậy chú? Không. À, được rồi, chú cảm ơn. Chú là khám phá là cô, chú có quay khám phá chợ cái năm không? À, có. Trời ơi, biết chú rồi. Không, cái kia là chắc cơm. À, và Quách Hoàng Lâm. Quách Hoàng Lâm là ký sự miền Tây. Ký sự miền Tây à? À, ký sự miền Tây. Chú đi nhiều cái không phải chỗ tiên. À, ký sự miền Tây rồi, cũng đi nhiều nơi. Nè, quay nè, vài bữa nó lên chảnh coi. Quê hương chú đây hả? Ừ, chú ở Gạch Giá. Gạch Giá đi. Rồi vô nè. Việt Nam cô. Rồi cảm ơn mấy đứa nha. Dạ. Ăn Tết vui vẻ nha mấy đứa. Dạ. Chú đi à. Dạ. Vậy bữa nữa nhớ coi trên trển nha. Dạ. Rồi chúng Lâm đã đi hết kinh tư Tân Hiệp rồi đúng như vậy. Dạ, chúc nó Lâm đi qua sông rồi quý vị nha. Để quẹo qua cầu nè quý vị. Đây là cái đường tắt qua bên kinh ba đó quý vị. Đây là bến phà của kinh Tư. Đang quay cô ấy. Rồi cảm ơn. Đây là bến phà Kinh Tư nè quý vị. Còn luôn. Rồi xin cảm ơn quý vị.